Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập phát triển năng lực học toán cho học sinh lớp 2. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài tuần 18. Bài số 1, điền số thích hợp vào chỗ chấm để có kết quả các phép tính bằng 68. Như vậy là tất cả những cái phép tính này chúng ta cộng trừ sau đó không cần biết, nhưng mà cái kết quả của nó là bằng 68. Thì như vậy, ví dụ như cái này là 75, ta trừ cho bao nhiêu đó thì bằng đây là 68. Rồi chúng ta chú ý này, chúng ta thấy là đây là dấu trừ. Như vậy con số này là con số cần tìm. Con số này là con số đi được cần tìm. Như vậy đây là con số 75 này đóng vai trò nó là số bị trừ. Còn chỗ này là nó là số trừ. Và cái này nó là hiệu. Như vậy chỗ này là muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ, ta trừ đi hiệu. Như vậy có nghĩa là ta lấy 75, ta trừ đi 68. Thì hiện ra một số này. Và 75 ta trừ 68, ta nhẩm ta lấy 15, ta trừ cho 8 là bằng 7. 7 trả 1, 6 và 1 là bằng 7, 7 trừ 7 bằng 0. Như vậy là con số 7. Rồi, cái này cũng vậy, được không? Cái này thì nó cũng giống như cái này, đây là số trừ. Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ, ta trừ đi, để hiểu. Như vậy là 90, 13, ta trừ cho 6, 18. 13 mà ta trừ cho 8 là 5. 5 ta trả 1. 6, 1, 7, 9, 7 cộng 2. Như vậy là 25. Rồi chúng ta làm hết luôn những cái dấu, mấy cái dấu trừ luôn à. Rồi chúng ta chuyển qua dấu cộng sau. Đây, còn đây là còn một cái dấu trừ. Cũng tương tự vậy, đây là số bị trừ, đây là số trừ và đây là hiệu. Như vậy cái này thì muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ, ta trừ đi hiệu. Là 82, ta trừ cho 68. 2 ta trừ 8, rồi ta lấy 12, ta trừ 8 cùng 4, 4 trả 1. 6, 1, 7, 8 trừ 7 cùng 1. Bài này. Như vậy là ta lấy 68, số bị trừ ta trừ cho hiệu, như là 68 ta trừ 68 là bằng 0. Và số này là số 0. Rồi chúng ta chuyển qua dấu cộng. Đây là một dấu cộng, là một cái tổng. Đây là số hạn đã biết và đây là số hạn chưa biết. Số này là số tổng. Vậy muốn tìm số hạn chưa biết, ta lấy tổng, ta trừ đi số hạn đã biết. Được. Lấy tổng này, ta trừ đi số hạn đã biết này, ra số này. Như là 68, ta trừ cho 10 là còn lại là 58. Cái này cũng tương tự vậy, đây là cái tổng, đây là số hạn đã biết, đây là số hạn chưa biết và này là tổng. Muốn tìm số hạn chưa biết, ta lấy tổng ta trừ đi số hạn đã biết. Như là 68, ta trừ cho 29. 18 mà ta trừ cho 9 cùng 9, 9 trả 1. 2, 1, 3, 6 trừ 3 cùng 3. Bài này cũng tương tự vậy. Ta lấy ta lấy 68, ta trừ cho 57. 68 này trừ 57. 8 trừ 7 là cùng 1. Số 8 lớn số 7, chúng ta không có mượn gì hết. Nhà còn 11. Bài này cũng tương tự, và ta lấy 68, ta trừ cho tổng, ta trừ đi số hạn đã biết. Vậy là bằng 0. 6 trừ 4 cộng 2, 20. Bài số 2, nối cái ô trống này với lại cái số thích hợp. Đây là một phép cộng, muốn tìm số hạn chưa biết, ta lấy tổng, ta trừ đi số hạn đã biết. Như vậy có nghĩa là 100 này, ta trừ cho 53 bằng 10, ta trừ cho 3 cùng 7, 7 trả 1, 5, 1, 6. Như vậy là 47. Đây, con số này là 47.
này là cũng tương tự vậy, muốn tìm số hạng cho biết ta lấy tổng ta trừ đi số hạng đã biết, vậy là 36 ta trừ cho 19. 16 ta trừ 9 còn 7, 7 trả 1 17. Đây. Bài này là một chú trừ. Muốn tìm ở đây là số bị trừ, đây là số trừ và đây là hiệu. Muốn tìm số trừ thì ta lấy số bị trừ ta trừ đi đi hiệu bằng 10 ta trừ 3 bằng 7, 3 trả 1, 7 1 8 à, còn 2 27. Bài này muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu ta cộng với lại số trừ. 31 ta cộng với 46. 7 77. Cái này vào đây luôn. Chúng ta qua bài số 3. Viết số 2 số đo thích hợp vào ô trống. 12 ta cộng 6 là bằng 18. 18 là ta trừ 16 là còn lại 2. 2 trừ 2 thì bằng 0. 25 mà ta trừ cho 10, như vậy là còn lại là 15. 15. Cái này là 15 kg nha. 15 kg mà ta cộng với 35. Như vậy là 0 3 4 5. 50 kg. 50 kg ta trừ cho 30 kg là còn là 20 kg. Ta qua bài số 4 tìm x. X cộng 7 bằng 70. Như vậy cái này là một cái tổng, muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng ta trừ đi số hạng đã biết. Như là x là bằng là 70 ta trừ cho 7. X bằng là 63. Bài này một cái dấu trừ. Muốn tìm đây là số trừ, đây là số bị trừ này, đây là số trừ này và đây là hiệu. Muốn tìm số trừ ta lấy hiệu, ta lấy số bị trừ ta trừ đi hiệu. X bằng 10. Đọc qua bài tiếp theo. Câu C. Đây là cái tổng, muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng ta trừ đi số hạng đã biết. X bằng 55 trừ 45. X bằng 10. Muốn tìm số bị trừ ta lấy thì ta cộng với số trừ. Bằng 56. Bài số 5. Viết các số 25 và 100 vào chỗ chấm thích hợp trong đề bài và trả lời. Lan xếp được chấm chấm. Như vậy trong này thì chúng ta sẽ điền là hai con số này. Chúng ta để từ từ chúng ta xem, chúng ta đọc hết rồi chúng ta xem ở chỗ này là điền 25 hay là điền 100. Lan xếp được chấm chấm câu hạt giấy. Lan đem tặng các bạn nhi ở bệnh viện một số con hạt giấy trong một dịp ghé thăm. Số hạt giấy còn lại là chấm chấm câu vài Lan đã tặng các bạn là bao nhiêu con hạt giấy. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ điền con số 100 đúng không? Chứ điền 25 là đâu được. Điền 25 mà xếp được 25 mà chúng ta sẽ tặng 100 thì đâu có được, được không? Chúng ta xếp nhiều câu và tặng là ít hơn hoặc là bằng. Chúng ta lấy đâu ra mà chúng ta sẽ tặng hơn được, đúng không? Và chỗ này thì chúng ta sẽ là điền con số 100. Và số hạt giấy thì còn lại là 25 con. Vài Lan đã tặng các bạn bao nhiêu con hạt giấy? Giờ ta lấy là 100 ta trừ cho 25. Số hạt giấy
Lăng Lan đã tặng là. Chúng ta lấy 100, ta trừ cho 25, vậy là 75 con. Đáp số. Chúng ta qua bài số 6. Điền số 2 số đo thích hợp vào chỗ chấm. Lan lái ra 25 que tính, Bình lái ra 30 que tính để làm toán. Vài hai bạn đã lái ra tất cả là bao nhiêu que tính? Như vậy cái này có nghĩa là 25 nè, ta cộng với lại là 30 bằng là 55. Con heo cân nặng là 60 kg, con chó cân nặng là 10 kg. Vậy con chó nhẹ hơn con heo là bao nhiêu? Giờ ta lấy 60, ta trừ cho 10 là bằng 50. 50 kg. Chúng ta qua bài số 7. Mẹ mua 50 kg gạo và 1 ít nếp. Biết nếp ít hơn gạo là 35 kg. Hỏi mẹ mua bao nhiêu kg nếp? Thì như vậy thì chúng ta sẽ lấy 50, ta trừ cho 35. Số kg nếp mẹ mua là. Số kg nếp mẹ mua là. Ta lấy 50, ta trừ cho 35 bằng 15 kg. Đáp số 15 kg. Bài số 8. Mẹ mua 12 mét vải hoa và 20 mét vải trắng. Hỏi mẹ đã mua tất cả là bao nhiêu mét vải hoa và vải trắng? Và chúng ta sẽ lấy hai con số này cộng lại với nhau. Số mét vải hoa và vải trắng có là 12, ta cộng cho 20 bằng 32 mét. Đáp số. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.